Trong khi công nhân ở một số doanh nghiệp phải nghỉ việc không được hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì người lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Long Đỉnh, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà vẫn có việc làm và thu nhập ổn định. Kết quả này bắt nguồn từ việc doanh nghiệp đã xây dựng được phương án sản xuất 3 tại chỗ. Trong cái thời gian dịch này thì là thời điểm rất là khó khăn, nhưng mà công ty cũng đã tạo điều kiện rất nhiều cho công nhân, đó là thực hiện tốt kế hoạch và phương án chống dịch, thực hiện phương án 3 tại chỗ, thì chỗ ăn ở rất là hợp vệ sinh. Chúng tôi cũng đã tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động. Và bên cạnh đó thì công ty cũng có tổ chức công đoàn, cho nên là công đoàn với công ty cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ trong việc đảm bảo chế độ cho người lao động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 260 doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến sản xuất và phải ngừng hoạt động. 5.000 công nhân bị giảm ca, thiếu việc làm. Thực trạng này ảnh hưởng đến đời sống công nhân, người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động, sắp xếp việc làm, duy trì cũng như đảm bảo cái việc sản xuất cũng như việc làm và một phần thu nhập cho người lao động trong các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn bộ người lao động công ty thì vẫn đảm bảo được việc làm cũng như là thu nhập cho người lao động, được quan tâm đến các chế độ chính sách cũng như là đảm bảo các điều kiện làm việc, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch. Đối với các doanh nghiệp, ngoài nỗ lực duy trì, khôi phục sản xuất, tập trung tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm, thì cũng đã phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo để tăng năng suất, thu nhập cho người lao động cũng như doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường.